Dạ, con kính chào quý cô chú và anh chị, và một lần nữa xin kính chúc quý cô chú và anh chị ngày mới sức khỏe thật là dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ. Hôm nay kính mời quý cô chú và anh chị cùng đi về lại xã Phú Quý thuộc thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang quý vị. Thì ở đây đang có một cái thửa đất với tổng diện tích là 300 m², thì trong đó là có 100 m² là đất hậu cư. Chiều ngang nó là 15 m, mặt tiền đường ranh 3 m, đường xe ô tô đi vào được, vào đến nơi. Và chiều dài vô là một cạnh 17 m và một cạnh 24 m, mặt trước thì giáp với con kinh. Đó, trước mặt chúng ta chính là thửa đất đang rao bán ở bên phải màn hình, giáp với hàng rào này là 15 m, chiều ngang là viết cô chú và anh chị. Và điều đặc biệt ở đây, thửa đất của chúng ta đó là phía trước giáp với con kinh nè, rồi bên hông, hai bên hông á, bên hông và ở phía sau luôn giáp với cái con đường ranh nhỏ, con đường ranh công cộng trên băng vẽ có luôn quý vị. Ở căn nhà này thì chủ sẽ phá bỏ nha quý cô chú và anh chị, tại vì đo 15 m qua thì nó vô khoảng hơn nửa căn nhà luôn rồi. Và hướng trước mặt chúng ta chính là cái hướng mà đi ra ủy ban xã, cách đây khoảng chừng đi qua đường nhựa khoảng chừng 30-40 m là tới rồi quý vị. Thì qua cái xe ô tô đậu lúc nãy á, thì khoảng chừng 30 m là chúng ta có cầu qua bên đường nhựa này nè. Qua đây chúng ta rẽ trái á, lên nó khoảng tầm 300 m là tới ủy ban, tới ủy ban xã, tới chợ và tới trường học. Và khu vực lên quanh đây thì bán kính khoảng chừng 500 m là trường học, trung tâm xã rồi đó quý cô chú và anh chị. Thì trên màn hình chính là cái sơ đồ mô phỏng lại cái thửa đất, và cũng có chết quy hoạch cho quý cô chú và anh chị. Vị trí thửa đất của chúng ta là full màu hồng rồi ha, và xung quanh là có đường đi xung quanh, chỉ giáp với một mặt là đất của người khác thôi, còn lại là giáp với đường công cộng hết. Thì trước mặt thửa đất rất là thông thoáng và sạch sẽ luôn quý vị đó. Thì cái thửa đất rao bán chính là ngay vị trí cái sân của cái nhà đó luôn, ngay cái sân nó đổ vô cái nhà. Thì cái nhà này là gia chủ tháo dỡ nha quý cô chú và anh chị đó. Chủ rao bán với giá là 750 triệu đồng và giá trên vẫn có thương lượng lọc lá cho quý cô chú và anh chị. Thì quý cô chú và anh chị ở xa, chúng ta cứ bấm về tọa độ là ủy ban xã Phú Quý thuộc thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang để chúng ta tìm cái đường về gần nhất ha. Thì ở đây là chúng ta ra đường chánh thị xã Cai Lậy thì mất khoảng tầm hơn 1 cây số thôi, chắc khoảng 1,5 cây số nha quý cô chú và anh chị. Đó, thì đất rất là bằng phẳng luôn. Rồi phía sau á, chúng ta đi ra tới mấy cây dừa cao cao này nè, đây có cái con mương con kinh nè quý vị. Thì cái con kinh này trên bản vẽ là hồi xưa cũng là con kinh công cộng luôn đó, nhưng mà người ta đã bích hai đầu lại rồi. Thì chúng ta có thể là sử dụng kiểu mà sang lấp để chúng ta trồng cây hay làm gì đó cũng được, nhưng mà không được xây nhà trên đó nha quý cô chú và anh chị. Đó, căn nhà này thì chủ sẽ đập đi khoảng nửa sang lấp căn nhà này luôn, trả lại về đất trống cho chúng ta nha. Chiều ngang 15 đó, hướng là hướng đông, hướng này thì ở thì rất là sáng nha quý cô chú và anh chị. Rồi quý cô chú và anh chị quan tâm thì cứ alo cho Nam theo số điện thoại trên màn hình nha, rồi Nam sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất và gặp trực tiếp chính chủ, chúng ta thương lượng lại cái giá luôn. Rồi một lần nữa Nam xin kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ.